Xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay em sẽ test một cái cặp loa. Loa này là loa tay anh em nhé. Loa này karaoke, chuyên karaoke và lắp hội trường anh em ạ. Và hàng này là hàng ở trong cái công hàng Nhật về. Nó là hàng bãi Nhật. Nhưng mà nó thì là bị mất tem rồi. Em không rõ là nó như nào luôn, nhưng mà nó bị mất tem này. Mất tem. Đấy, không rõ là cái gì. Hiện tại là không rõ là loa gì luôn. Nhưng mà tiếng thì cặp này tiếng rất hay. Em đã thử tiếng rất hay. Loa này là loa bass 25 anh em. À, bass 20 anh em nhá. Loa này là bass 20. Đây em tháo ra anh em xem. Bass của nó là bass 20 và chép của nó là titanium anh em nhá. Đấy. Chép titanium. Đấy, bass 20. Cụ từ khá lớn, rất là lớn. Và sau đây em sẽ test thử chất âm karaoke của nó cho anh em nghe thử nhá. Sau đây em mời nhạc anh em nghe. Thử một bài để em nghe nhá. Và em đăng giá công khai luôn là cái cặp loa này em bán với giá là 2,5 triệu em nhá. Loa của nó bass 20, thùng là bằng nhựa. Cặp này tiếng rất là hay và hát karaoke rất là sướng anh em nhá. Cặp này em bán 2,5 triệu. Cặp này em bán 2,5 triệu anh em nhá. Và sau đây em sẽ test thử một bài karaoke anh em nghe thử nhá. Lần 1, 2 và 1, 5, 6. Rồi nhi, bật quạt đóng băng ngôi.
một người đêm thâu mong một người nơi nào, còn gì cho nhau hay chỉ là thương đau khắc ghi vào lòng. Anh em vào lắp thêm vào dàn karaoke rất là ngon, hoặc là treo quán cà phê hoặc sân vườn, nói chung là rất là rẻ rồi. Với một cái cặp loa nhái bên ngoài thị trường bán cũng 600-700 rồi, và cặp này thì em bán 2,5 triệu anh em nhé, cực kỳ hay. Hàng này thì nó chắc chắn là không phải hàng Mỹ rồi, nhìn giống như dealer nhưng mà không phải hàng Mỹ đâu, và cặp này thì nó ở công Mỹ về, và em bán với giá 2,5 triệu, hát rất là hay luôn. Treo cũng được mà đặt nằm, đặt đứng, đặt nghiêng gì cũng được anh em nhé. Xin cảm ơn anh em nhé.